Ui ôi, con gì vậy? Hổ mang à? Ui ôi. Đây nha mọi người. Thì rắn hổ mang nó vào nó tấn công dê núi. Ô kia kia con ơi anh Hưng ơi. Nghe này. Ui ôi, con gì vậy? Hổ mang à? Ui ôi. Đây nha mọi người. Thì rắn hổ mang nó vào nó tấn công dê núi. Ô kia kia con nước anh Hưng ơi. Ui một đôi luôn. Ui dã man đi ơi. Này đã phát hiện đâu chưa anh? Vâng. Ở đây mọi người thì anh ấy thả dê trên núi thì rắn hổ mang nó xuống cắn dê luôn. Thì dã man nhỉ. Ui trời. Ui con dê này to quá nhỉ, con dê này 30 cân đấy anh nhỉ. 24 cân. Bao nhiêu biết? Rồi tôi mới biết mà. Ủa to thế nhỉ? Con này bò. Vì con này con hổ mang to nhỉ. Đây nha mọi người. Ui to. Đấy mọi người. Dã man thế nhỉ. Này mà nó cắn hai con này nó cắn dê thì to rồi. Không bây giờ nó cái con này nó nhiều lông anh, bây giờ là mình không biết là nó cắn vào đâu ấy. Con dê vẫn ấm ấm nhé mọi người. Con dê chắc là vừa mới cắn được một lúc, cắn nửa tiếng. Nó ấm ấm không đi được. Tí mình thịt thì mình sẽ biết là con này con dê nó bị cắn vào đâu. Con này chặn nhanh đi. Con loài này nhanh lắm. Đi anh em thì về đấy ăn thịt dê thôi. Rồi nhà cũng người đâu. Tiếp một lần. Tỏ nhỉ. Đẹp bóng luôn. Anh ở đây có thường xuyên gặp rắn không anh? Nhiều anh ạ. Này nè, đôi này đôi to ấy. Con này to hẳn luôn đấy. Rắn này phải tầm 4 cân 5 cân con. 4 5 cân con luôn. Con này tầm 4 5 cân con. Tỏ nhỉ. Nhưng hổ mang to. Con vẫn bắt bình thường đi. Ý giời. Con chú còn bắt đi không? Tao thì cũng bắt được lắm. Nhưng mà con nào mày tập nó to này mày cứ bắt chú rồi về. Nếu mà chú bắt đầu nó bắt chung lắm. Ừ bắt ra được. Có chăn mới sợ không ạ? Chăn nó mới khỏe thôi chứ rắn này. Chăn tao đều bắt được hết cả rồi. Nhưng có nhiều gặp cái con cũng kinh đủ. Con này đã ăn thua gì, con này có mấy cân người ta bắt con mà ta bắt con mười mấy cân mới là ác tỏ nhá. Màn tỏ nhá. Ui ơi tỏ thế nhỉ. Ui ơi. Anh xem đè nốt con nữa. Đấy lấy cái hòn đá vào đi ạ. Đá vào đi. Trời ơi. Con này nó phải ở trên núi nó lâu lắm rồi đấy. Tổ nhá. Này tiếc mỗi con dê, ôi con dê chết không nhắm mắt luôn này. Yêu ác này. Này nó cắn vào con dê hẹo luôn. Đây mọi người nhá. Con dê to thế này mà hai con rắn hổ mang là nó làm cho phát mà xong luôn. Nó chạy được nhỉ. Anh ấy nhà mình nuôi nhiều dê ở đây không? Dê đàn ở đây. Đàn. Đây mọi người thì dê nó ở trên trên núi trên này. Đấy, như vậy chắc là nhiều rắn. Nhiều
lắm anh. Trên núi là không phải tránh được. Nhưng mà ở đây qua ai tắm mắt đâu. Ok này, nó vẫn còn nó ấm, có khi là mình vẫn còn ăn được đấy. Thế đưa về làm nhanh không là tí thôi mất ngon. Thế này con rắn này tính sao hả anh? Rắn này nếu mà anh không mang về, mang về không thì mang đi làm thịt hết. Còn anh và Thái. Cho em xin để bọn em tắm từ cả cái dòng tắm này nó to quá. Thế là không hãi. Vâng. Rắn bé thì bọn em để lại cho anh, nhưng mà rắn này nó to quá thì tôi cầm về rồi mình thái. Nhưng mà còn tiếc con dê nhé, con dê to thế này mà đây nha mọi người, dê to này mà nghĩ là chắc con này nó phải cắn nâu ấy, vì là con dê to này mà nó chạy từ trên núi xuống kìa, đều khiếp. Dê được anh? Dê được rồi anh. Tí nhỉ? Con này già rồi này. Con này già rồi. Ghê đấy. Này hai con hổ mang đây, hai con này nó cắn rồi. Ở đây nó bao quát nó là toàn núi luôn nha mọi người. Thì anh nghe chăn dê ở trên những cái núi này. Thì ở trên đây nó toàn là núi. Kêu ầm ĩ luôn. Cứ chạy ra tưởng là nó gái ra rồi chứ. Ra riêng là năm em có như là tinh luôn. Thế là mình chạy đến cái là lúc đấy là nó bò rồi. Anh canh đến ý. Lúc chưa anh đến 45 phút là nó mới ngất đi, còn việc gì đâu mà. Không phải cái loài này nó cắn nó có chết ngay đâu anh. Nó chạy nó cái con này nó càng chạy thì nọc nó lại càng thấm nhanh. Có khi anh em nhờ chuyển cái con dê về cho anh được. Vâng. Thế thì anh em mình chuyển con này về đi. Mọi người xem video thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nhá. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người nhá. Anh em cho con dê đi về kia để xem nào. Cứ để bao nhá. Được rồi.